Khi mà hai anh chị quyết định đến với nhau á, những người thân thiết với mình trong gia đình thì như thế nào? Nhà anh chả có ai đi theo con đường nghệ thuật cả. Như con gái anh lại đi theo con đường nghệ thuật. Cháu là học piano, chuyên nghiệp đấy. Có một sự hòa hợp, đồng cảm. Đấy là cái người mà anh sợ nhất. Hồi xưa mà anh ở một mình, cô quản lý anh ác lắm. Bạn bè như thế nào là góp ý ngay. Nhưng mà với Thanh Lam thì không góp ý. Thậm chí là sau cái bữa trưa đấy, Thanh Lam cũng lại mời anh đến. Thế anh kéo con nhỏ đi. Thì nó thích ra nó đi vào ngay. Thật ra hồi xưa là kiểu mà cha mẹ đặt đâu con ngồi đó đúng không? Nhưng mà bây giờ cái anh chia sẻ thì em thấy là rõ ràng là anh rất là thương con và tôn trọng con. Cho nên là anh cũng bị áp lực một phần là liệu con mình có chấp nhận khi ba đi tiếp bước nữa. Còn với chị Lam thì sao chị? Các con của chị nó rất là thương mẹ. Nói chung là luôn luôn là mong mẹ hạnh phúc. Thật ra chị cũng không hay để lộ cái đời sống của mình cho các con biết đâu. Nhưng thật ra thì cái lúc đấy nó cũng có những cái sự khác nhau giữa anh và lại mới nữa. Thành ra chị cũng rất là buồn. Thế là con trai chị đặt tên ở nhà là Su Su. Mới bảo là mẹ ấy, mẹ, nếu mà mẹ thấy bác khác mẹ quá thì con nghĩ mẹ phải được tự nhiên sống, mẹ không nên cố gắng. Thế cũng có. Thật ra tình yêu không bao giờ nó chỉ là một cái dòng chảy đơn giản như này đâu. Cũng có những cái lúc như thế. Thì cái hình ảnh mà làm cho chị tin rằng cái người đàn ông này không thể là cái người mà không tốt cả, là cái khi mà chị nhìn thấy anh chăm mẹ anh ấy, mẹ cũng lúc đấy mẹ chín mấy tuổi rồi, cái tình cảm của anh ấy với mẹ anh rất là đáng yêu, rất là cảm động. Dần dần chị thích nghi với sự khác nhau giữa chị và anh. Đến đoạn này thì chị thấy rằng là bắt đầu rất là hiểu nhau và cũng ăn ý rồi. Cái này thì em hoàn toàn đồng ý với chị. Anh xúc động rồi đó. Tại vì có lẽ đây là cái tình tiết mà chị chưa kể cho anh nghe, đúng không? Thì rõ ràng là phụ nữ anh thấy ông tinh tế ghê không? Để ý những cái chuyện đó mới quyết định trao gửi cuộc đời của mình cho anh. Vâng. Thế anh chị có hài lòng với lại cái set đồ ăn này của tụi em không? Khiếp. Ăn, người ta là chánh niệm vào cái bữa ăn thôi, vừa ăn phải nghĩ. Phải trả lời như nào cho hợp lý. Đúng rồi. Mỗi món ăn đều có giá của nó. Thực ra là đơn giản như thế này thôi. Với những món ăn mà ngày hôm nay mang đến cho anh chị không chỉ là cảm giác ngon miệng đâu, mà chúng ta còn ngon cảm thấy mãn nguyện về cả tinh thần nữa, với những cái câu chuyện mà có thể ngày hôm nay lần đầu em và anh Khang cũng là quý vị khán giả được biết. Và nhìn vào sự hạnh phúc của anh chị, ví dụ như em đây, em cũng cảm thấy ôi cái cuộc đời này, cảm thấy mình có nhiều hy vọng và tự tin hơn về những hạnh phúc trước mắt. Vọng. Con bé lâu lắm rồi nó chưa có bồ. Em nhắc đến xem ai được đó thì anh chị gửi nó giùm em. Ký gửi nó à. Vâng. Bị ế ạ, bị ế. Em ơi. Con nói như vậy rồi. Anh ấy nhảy nhẹ rồi chị nói thật luôn. Dạ. Cảm ơn chị xin phép. Nếu mà sớm tí nữa là làm con dâu của anh Hùng. Ôi thế hả? Tiếc nhỉ anh nhỉ? Rồi đã muộn rồi. Tí xíu rồi. Thế. Lên xe hoa rồi em ơi. Dạ. Rồi em ơi. Vâng, ngày hôm nay thì anh Hùng cùng với lại chị Lam đã thưởng thức hai cái thực đơn khác nhau. Có những món ăn được, có những món không ăn được chỉ nhìn thôi. Nhưng nó là phong cách tinh thần, cầm thôi à. Vâng. Thế thì qua hai cái thực đơn này thì xin được hỏi anh chị là anh chị thích thực đơn của anh Tuấn hay là thích thực đơn của Mù Tạc ạ? Cái màu xanh của Tuấn thì nó rất là vui vẻ. Hoặc là mình tâm sự, tự mình ôn lại những kỷ niệm. Như đến món ăn của Mù Tạc thì tự nhiên anh nhớ đến người mẹ của mình. Còn tự nhiên nhớ đến cái bữa mà anh với Thanh Lam không hiểu nhau. Rồi đến công việc của anh nữa. Những cái đó gợi lại cái cảm xúc sâu một chút nữa thì anh nghĩ rằng là có thể chảy nước mắt. Nhưng mà một cái trường coi đẹp như này mà anh chảy nước mắt thì anh phải cố, anh rất lắm, cố kìm nén đúng không ạ? Anh đã kìm, nhưng mà đó là lỗi của em. Tại em để ý kỹ một tí xíu nữa là em đẩy một tí xíu nữa là được rồi. Tự nhiên lúc đó chị đang kể hay quá mà em không để ý. Anh ơi, anh quan trọng anh Hùng ngày hôm nay là không muốn là cái biến bữa cơm đấy trở thành bữa cơm chan nước mắt. Mình chưa có hỏi tiếp chứ hỏi tiếp là nhiều khi anh lại kể nữa là được giờ. Như vậy thì anh quyết định làm thế là anh thích cả hai. Anh thích cả hai như thế chứ không phải là anh chiều lòng hai em đấy. Em thấy là cái không ngon. Anh không thích như vậy. Mặc dù là ba đứa tụi em không được ăn miếng nào, tội ghê. Nhưng ngồi xem chị ăn, ngồi xem anh chị ăn. Nhưng mà em thích lắm nha, em thích cái câu của chị Lam, mời tụi em nha. Mời tụi em nha, mà mời ba lần nha quý vị, mời ba lần mà có được ăn cái gì đâu ạ. Nhưng mà tụi em cũng rất là no nê bởi vì là chúng em đã được thưởng thức rất là nhiều những câu chuyện. Thưởng thức các kỷ niệm của chị đấy đúng không? Em cảm ơn anh chị rất là nhiều và cũng xin được chúc mừng hai quản gia đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình, đã giúp cho
hai khách mời của chúng ta rất là hài lòng với set menu. Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần thứ ba, đó là món quà bất ngờ trong chương trình Khách sạn 5 sao. Em chỉ đoán thôi nhé, có lẽ người bác sĩ ở bên cạnh chị đã mang lại một nguồn sáng tươi mới. Quý vị đang cùng quay trở lại với món quà bất ngờ trong chương trình Khách sạn 5 sao. Em nghĩ là đến bây giờ thì nếu mà so về cái sự hạnh phúc thì chắc là anh chị đã có rất là nhiều thứ trong cuộc sống của mình rồi. Cho nên là chương trình mà có tặng quà đi nữa thì em nghĩ là chắc cũng khó có món quà nào mà nó khá là đặc biệt, đúng không ạ? Nhưng mà giả sử nếu có một cái ước muốn trong cuộc đời của cả hai thì mỗi người có một ước mơ gì? Bao nhiêu là những thay đổi, biến cố trong cuộc đời thì anh chị ước mơ là sẽ có một cuộc sống được bình yên. Bình yên, đúng không ạ? Vâng. Thật ra thì chị là một cái con người mà cũng rất là nghiêm khắc với mình. Chị ước mơ rằng là chị sẽ khai thác được hết cái nguồn năng lực của mình, có thể đóng góp cho xã hội để mọi người thấy rằng là à, cô ấy đã đúng. Chị nghĩ là như vậy. Anh thấy rằng là xuất phát điểm thì ai cũng giống ai hết, nhưng mà sóng gió cuộc đời nó sẽ rẽ ra mỗi người một ngã. Nhưng mà mình cứ trung thành với những cái suy nghĩ tử tế từ đầu của mình, thế nào rồi nó cũng sẽ gặp cái điều tốt. Dám sống, mình dám cho đi. Khi bạn gieo những hạt giống tốt thì bạn phải hái được những cái quả lành. Vâng, em cảm ơn anh chị rất nhiều. Cũng là tử tế thôi. Vâng. Em có một cái món quà nhỏ gửi tặng đến anh chị, mà anh chị cùng theo dõi nha. Dạ. Cô Thanh Lan thân mến, đúng tuổi thì có lẽ phải gọi như vậy, nhưng theo dõi hành trình hạnh phúc vừa qua, em xin phép được gọi là chị. Em bắt đầu nghe chị hát từ sau ca khúc Im lặng đêm Hà Nội. Lúc ấy em mới chỉ là một cô bé nhỏ xíu. Dần dần như bao người hâm mộ khác, em yêu mến giọng hát đầy nội lực và cảm xúc cuộn trào sau mỗi ca khúc của chị. Gần đây, cảm xúc cuộn trào ấy cứ chuyển dần. Không chỉ còn là một diva Thanh Lam sang trọng trên sân khấu, mà em cảm nhận được chị Thanh Lam gần gũi hơn, ấm áp và bình dị. Giọng hát đầy ấm áp tình yêu đi đến mọi miền cùng mọi người hòa ca. Chỉ cần nghe giọng hát ấy thôi mà em cũng cảm nhận được sự hạnh phúc và an yên. Em chỉ đoán thôi nhé, có lẽ người bác sĩ ở bên cạnh chị đã mang lại một nguồn sáng tươi mới. Tình yêu là thế, giúp con người ta yêu đời, yêu người và yêu cuộc sống nhiều hơn một chút, phải không chị? Đây là một cái chia sẻ rất là thật của một khán giả lâu năm của chị Lam, và bạn ấy đang có mặt tại trường quay theo dõi cuộc trò chuyện nãy giờ. Và đây là một bạn khán giả khiếm thị. Vâng. Giang vào đây đi em. Vừa rồi là cái giọng anh chị nghe trong cái đoạn clip đó là của Giang. Đúng là em nói với anh Nguyên Khang, nguyên văn là em muốn được sờ chị Lam một cái. Đấy. Vì được nghe giọng hát của chị từ rất là lâu rồi. Em có một bó hoa nhỏ. Chúc mừng anh chị. Cảm ơn em rất nhiều. Nếu mà một ai đấy yêu mến chị Lam mà có hỏi em là chị Lam trông như thế nào thì em sẽ chia sẻ với các bạn ý là chị Lam rất là ấm. Em đã thấy chị Lam rồi. Vậy bây giờ anh hỏi em câu nha, em thử hình dung xem cái người bác sĩ nhãn khoa mà chị Lam yêu thương á sẽ trông như thế nào. Đoán. Anh nghe giọng anh Hùng ấy thì em sẽ nghĩ tới màu trắng. Có lẽ là bởi vì anh cũng đang và sẽ mang lại ánh sáng cho rất nhiều người, và cũng đang mang lại cái ánh sáng hạnh phúc cho một người phụ nữ rất là đặc biệt của chúng em nữa. Có rất là nhiều người cho rằng là những cái khó khăn trong cuộc sống của chị nó giống như là bóng tối. Nhưng mà là một người sinh ra và lớn lên với bóng tối thì em thấy rằng là nhờ có bóng tối mà ánh sáng trở nên có ý nghĩa hơn. Và tình yêu ấy thì nó là cái thứ ánh sáng lớn lao nhất để giúp mình nhìn rõ người mình yêu thương và nhìn rõ cái cuộc sống này hơn. Thì ngày hôm nay được ngồi cạnh anh chị thì em cảm nhận được cái ánh sáng đấy, cái ánh sáng đến từ hạnh phúc của anh chị.